Dạ, bước sang phần 2, chúng con kính xin lão cư sĩ Dầu Âm Tử Bi tiếp tục trả lời những thắc mắc của chúng con. Dạ, câu hỏi đầu tiên của chương trình hội thảo ngày hôm nay, chúng con xin gửi đến máy của Hải Nguyễn, Đạo Tràng Chính Tịnh, Quảng Ninh, và máy kế theo là máy của An Mỹ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chư vị ngồi xuống đi, các bác ngồi xuống đi, không có nên quỳ vậy, là mỗi chân quá, mỗi đùa quá. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tập kính bạch thầy Diệu Âm, con xin hỏi thầy cho một Phật tử đang có mặt trên đường du mạng. Kính thưa thầy Diệu Âm, con là phàm phu tục tử, hạ căn hạ liệt, nghiệp chướng sâu dày. Trước đây con tu theo tam thời hệ niệm, khi nghe được thầy khai thị và hội thảo trên đường Zoom, con chuyển sang tu theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con chỉ ăn chay được 10 ngày, con đang phân vân, tâm con không được an và lo lắng vì con không nhớ tuổi của mình là 78 hay 79 tuổi. Hiện nay con đang ở một mình, ly thân với chồng. Chồng con hay rượu chè. Các con của con không tin Phật Pháp, nhưng không phản đối con đường tu tập của con, nhưng cũng không ủng hộ cho con. Con thường xuyên đi hộ niệm cùng bác Hải. Nay tuổi đã già, con rất lo cho bản thân, đến lúc lâm chung không biết có được phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không. Con xin thầy Diệu Âm chỉ dạy cho con những lời khuyên. Con thành tâm tri ân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Các cụ chưa biết tuổi là 38 hay 39 thì thôi, bây giờ mình cộng lại chia 2 làm 30 gì đó. 78 hay là 79 thì cộng lại chia 2 là 78 tuổi rưỡi đi. Nếu mà mình có sơ suất thì cái chuyện này cũng chỉ là cái chuyện vô thường của thế gian. Tuổi dài, tuổi ngắn, tuổi cao, tuổi thấp gì cũng đến một ngày nào mình buông tất cả ra đi. Các ba, các má ơi, không còn lo nghĩ tới chuyện đó nữa, làm chi mất công lắm. Hãy niệm Phật đi, ngày ngày niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đủ rồi. Nếu mà mình nhớ tuổi, có nhiều người nhớ tới tuổi gì, rồi mạng gì, còn gì đó, khắc kia gì nữa, có những cái đó cũng không tốt lành gì, toàn là những chuyện thế gian phiêu phỏng, không có giúp ích gì con đường vãng sanh thành đạo của chúng ta. Cớ chi chúng ta phải bận tâm đến? Hãy nhớ trong tâm mình niệm Phật, hãy nhớ quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Muốn được khi cuối đời vãng sanh hay không mà tự hỏi mình, là lúc lâm chung mình niệm được câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc hay không. Nếu chư vị nói rằng tôi 100% làm như vậy thì chư vị nói rằng à, như vậy thì ta chắc chắn được vãng sanh. Nếu hôm nay có ngày, có ngày không, ngày quên, ngày nhớ, thì con đường vãng sanh vẫn còn bấp bênh như thế. Chứ không phải hôm nay chúng ta niệm Phật là chắc chắn cuối đời chúng ta vãng sanh. Vì hãy nhớ, tự nhận mình là phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu nặng, thì biết chừng đâu đúng một cái, một ngày nào đó nghiệp báo ứng hiện bất thình lình, ta đi vào con đường mê mang bất tỉnh, lúc đó làm sao ta hộ niệm, làm sao ta niệm được câu A Di Đà Phật. Như vậy thì nếu các ba các má mà muốn ta chắc chắn được vãng sanh, một là tự mình cố gắng phát tâm niệm Phật cho ngon lành, phải không ma vẫn? Tính chuyên niệm Phật, đừng đến
niệm Phật mà kèm theo những chuyện khác, để cho bảo đảm rằng khi cuối đời ta còn nhớ một câu A Di Đà Phật mà niệm, phải không bác Trí Thịnh? Nhớ nhé, có nhiều người cả đời niệm Phật mà khi bệnh xuống rồi thì lo lo lắng lắng, âu âu sầu sầu, suy suy nghĩ nghĩ. Như vậy thì hàng ngày chúng ta nguyện vãng sanh là nguyện lão. Chúng ta nên muốn vãng sanh là chúng ta nói không đúng với sự thật. Chúng ta có thể giấu được người khác chứ không thể nào giấu được A Di Đà Phật, không thể nào giấu được 25 vị Bồ Tát, không thể nào giấu được chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương. Như vậy thì người nào ở đây mà nói rằng là làm sao cuối đời cho tôi được vãng sanh thì phải hứa với mình là mình phải luôn luôn nhớ A Di Đà Phật, luôn luôn niệm A Di Đà Phật, từng câu niệm nghĩ đến mình vãng sanh, vãng sanh sớm ngày nào mình mừng ngày đó. Cớ chi bệnh hoạn mình phải lo, cớ chi còn nghĩ tới chuyện ông chồng uống rượu làm chi, cớ chi phải nghĩ đến tại sao là tâm mình có an hay không an. Nếu mà chư vị nghĩ rằng tâm mình an thì chư vị đã thành Phật rồi. Chỉ có thành Phật mới an tịnh, không thành Phật thì làm sao an tịnh được. Như vậy thì chúng ta là phàm phu luôn luôn loạn động. Như vậy thì làm sao đây? Đã có pháp hộ niệm trợ giúp cho chúng ta, vì chắc chắn khi nằm xuống chúng ta không an. Lúc nằm xuống chúng ta có thể quên, lúc nằm xuống chúng ta có thể bị nghiệp khảo đến điên điên đảo đảo. Nếu không nhờ ban hộ niệm làm sao chúng ta có quyền được an tâm trong lúc đó. Như vậy thì hiện tại bây giờ nếu ta quyết lòng niệm Phật mà tâm không an, đây chính là lời nhắc nhở rằng ta chính là một vị gì đấy, vị phàm phu, ta chính là người còn nghiệp chướng sâu nặng. Vậy thì dẫu cho tu dẫu cho mấy cũng nhất định phải con người hộ niệm để họ giúp mình, họ trợ lực cho mình, họ kéo mình trở lại khi mình sai, mình đi yếu quá họ đẩy mình mạnh lên, nếu mình mệt quá thì họ cho mình miếng nước uống vào. Chư vị ơi, hộ niệm vô cùng quan trọng đối với người như chúng ta. Như vậy thì những người này nhất định phải nhớ, một là mình đã nhận phàm phu thì phải tự nhiên nhận rằng tâm chúng ta chưa an, nhận rằng tâm chúng ta chưa định, nhận rằng tâm chúng ta không định. Vậy thì bây giờ mau mau lấy cái định này là dễ nhất, là định ở đâu? Định vào trong câu A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật lên, lúc buồn niệm A Di Đà Phật, lúc tâm không an niệm A Di Đà Phật, lúc buồn khổ niệm A Di Đà Phật. Người chồng mình không nghe mình niệm câu A Di Đà Phật, rõ ràng 70, 78, 79 tuổi đã ở với nhau gần 70 năm rồi, bây giờ ông coi giận hơn chút nữa cũng là vậy thôi, có gì đâu phải lo, phải không? Như vậy thì lo làm sao mình niệm Phật cho được. Mong cho những người này nghe những câu này, tự nhiên tất cả mọi vấn đề nó trở nên là phụ thuộc hoàn toàn không đợi gì cả, mà điều ích lợi chính là phải niệm A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. 78 tuổi cũng được, 79 tuổi cũng được, trông cho 80 là đi vãng sanh đi, đừng có thấy ở đây sơn ba cầu năm 90 tuổi mới đi. Đó là những cái ý nguyện kéo mình lại trong lục đạo luân hồi và còn lôi mình vào trong tam ác đạo nữa. Hiểu không chư vị? Quyết chí chưa? A Di Đà Phật. Và chúng con thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng xin thành tâm cảm niệm công đức câu hỏi của bác Hải Nguyễn. Nhờ câu hỏi này mà chúng con ngộ ra được rất nhiều điều, nhờ câu hỏi này mà biết là chúng con có tu có hành mà vẫn còn sai quá nhiều. Dạ, Nam Mô A Di Đà.